thể biết thêm một tí những cái kiểu những cái từ chuyên môn mà có thể mình không catch được, nhưng mà một khi mình check nốt cái phần những cái từ chuyên môn đấy thực sự không cần phải chú ý lắm, tại vì khi một khi họ đối thoại thì các câu hỏi sau đấy người ta hay thường nói về các cái vấn đề của học sinh là gì này, học sinh đã hỏi những thầy giáo về gì này, hai người đã trao đổi với nhau như thế nào, đã có những suggestion gì được đưa ra này. Đó là dưới mặt hội thoại, thì nói chung là khi mà mình biết được các dạng câu hỏi sẽ được hỏi trong cái dạng bài đấy rồi thì cái việc mình trả lời của mình nó sẽ đơn giản rất nhiều. Thì là mình sẽ dự đoán được câu trả lời như thế nào, mình cũng bị khó lắm khi mà nhìn thấy những câu hỏi như thế. Còn đối với dạng bài mà nó mang tính chuyên môn một đẹp thì nó thực ra nó chỉ có đến 5-6 câu hỏi để hỏi cho mỗi bạn thôi. Vì vậy mà khi mà cái người làm ra đề thi nó hỏi mình, người ta không hỏi thực sự đi quá sâu về cái đấy. Thường thì theo kinh nghiệm của em thì khi em làm bài em nhận ra là có hỏi về các câu hỏi như là mỗi khi em đưa ra một cái lý do hay một cái argument gì đấy, người ta đi kiểu ví dụ cụ thể, và khi có câu hỏi người ta hay hỏi về cái ví dụ đấy, thế là ví dụ đấy nó là ví dụ cho một cái argument gì này, người ta đã trình bày ví dụ như thế nào. Hoặc là có một dạng câu hỏi khác như là người ta chỉ hỏi ý đơn giản nhất thôi, khi mà nó cho ra một định nghĩa thì người ta câu hỏi sẽ là định nghĩa đấy cơ bản nhất là gì. Năm câu hỏi như vậy thì áp dụng cho một cái passage, một cái đoạn bài nghe chỉ tầm 2-3 đoạn thì nó thực sự không đi hỏi quá sâu hay quá chuyên môn là từ đấy như thế nào này, lịch sử là như thế nào, hay là những rất hy hữu mà người ta hỏi về những cái con số liên quan đến bài đấy, tại vì mình biết thì khi thích lúc về con số cũng hơi bị khó khăn. Nhưng mà có thể yên tâm là rất ít khi người ta hỏi những câu mà có detail nhiều đến như vậy, người ta chỉ hỏi những cái chung chung nhất và những cái ví dụ gọi là general nhất của bài thôi. Đấy là phần nghe. Còn về phần nói thì phần nói thực sự thì em đã chuẩn bị từ cũng khá lâu rồi. Ý là trước thì TOEFL cũng đã có luyện rồi. Nhưng mà riêng nói riêng về TOEFL thì khi mà cái khoảng thời gian mà cho phép mình nói ít như vậy, 45 giây hoặc là 60 giây, thì cái phương pháp thường áp dụng ở nhà đó là em chọn thử một đề 45 giây và hãy thử nói trong 45 giây cái chương trình nhất, xem tốc độ của mình thế nào, khả năng mình nói là trong 45 giây được bao nhiêu câu. Thì riêng về ví dụ riêng của em thì em nói được trong 45 giây là 7 câu, vừa vặn cũng 7 câu. Thế cho nên là khi mà viết ra một cái dàn bài trong cái bài đó của mình thì em đã cố lực thúc bộ nó trong 7 câu một cách đơn giản và ngắn gọn nhất. Như gọi là một câu kết, một câu mở và hai câu cho mỗi một cái lý do, một cái argument mình đưa ra. 60 giây cũng vậy. Chắc là nói chung là khi mà tập mà đếm bấm thời gian, các thời gian chuẩn như vậy thì cố gắng mình maintain một cái tốc độ vừa phải thôi, để khi mà nó mình không bị gấp gáp quá, và mình kể cả khi một giờ một khi thì mình sẽ không bị hoảng khi mà cái thời gian đếm ngược lại như vậy. Tại vì nói chung là khi mình quen với cái tốc độ của mình tập nhà rồi, và khi áp dụng tương tự những cái template mình đã làm ra ở nhà như thế thì mình không thực sự phải lo về thời gian lắm. Rất cảm ơn Huy. Nói chung là cái bài chia sẻ của em rất là có giá trị, tại vì ta có thể thấy là bạn Duy đã có cách luyện tập đứng từ góc nhìn của người chấm điểm, tức là bạn nắm rất là rõ dạng bài. Từ phần nghe và phần nói bạn đều biết rằng những câu hỏi có thể hỏi được sẽ là gì. Thì đây là một cách luyện tập rất thông minh, thì các em biết rằng nếu các em nắm rõ được là nó chỉ có từng này câu hỏi thôi thì các em sẽ không bị sốc và bị choáng khi mà nhìn thấy bài nhiều quá. Bạn cũng hiểu được rằng là cái yêu cầu của bài nói, ví dụ như một bài nghe, ví dụ như cái bài nghe hàn lâm chẳng hạn, thì mặc dù nó có vẻ hàn lâm, tức là nó tỏ ra nguy hiểm như vậy thôi đúng không, nhưng mà nó sẽ chỉ hỏi một số câu nhất định và em sẽ không bị đòi hỏi phải đi quá sâu vào vấn đề, vì thế em không bị choáng. Đây là một cái phát hiện rất là thông minh. Thứ hai nữa là cái chị rất là thích cái phần mà em nói về phần em luyện thi nói, tại vì nó rất nhiều bạn sẽ có thể áp dụng được cái bí quyết này. Vì chẳng hạn như nếu em có thời gian là sắp phải thi rồi nhưng mà em không có nhiều thời gian được, thì anh Duy đã tự đánh giá được cái khả năng của mình là trong 30 giây em chỉ nói được 7 câu thôi đúng không. Vì thế khi mà anh viết được một cái mẫu bài nói thì anh sẽ viết làm sao cho đúng cái 7 câu đấy, thì đấy là cái khả năng tối đa mà anh có thể nói trong vòng 30 giây đấy. Thì đây là cái cách mà không chỉ dựa trên những cái đòi hỏi của nhà tuyển sinh mà ta còn phải tương ứng với cái khả năng của mình có thể làm được bao nhiêu trong một thời gian xác định. Thì đấy là cái mà em phải vừa nhìn mình vừa nhìn người để có thể có cái kết quả tốt nhất trong cái thời gian ngắn. Chị cũng muốn hỏi Phượng Hà câu tương tự là em có cái bí quyết luyện thi gì có thể chia sẻ với các bạn về phần nghe và phần nói không? Duy nói thì khá là đầy đủ rồi nên là mình chỉ bổ sung thêm một chút. Ở phần nghe thì có một cái là kể cả bạn khi mà bạn không nghe được hết được cái đoạn nghe đó thì mình
có một cách để đoán ý, là mình có thể đoán thái độ của người nói bằng cách ví dụ như là họ lên giọng hoặc là họ xuống giọng, thì họ cũng có thể bày tỏ thái độ và tình cảm của mình ở trong cái bài nói đó. Cái thứ hai là những cái chi tiết quan trọng ở trong bài nói, ví dụ như đoạn hội thoại chẳng hạn, thì người ta sẽ nhấn mạnh nói lại lần thứ hai chẳng hạn, khi mà bạn nghe đến một chi tiết nào đấy được nói lại lần thứ hai thì nó sẽ rất quan trọng và nó sẽ xuất hiện trong bài nghe của bạn. Còn và có một cái hơi buồn cười nhưng mà mọi người cũng chủ quan khi đi nghe, tại vì mình đã lúc mà mình thi thì mình phải vào cái long section ấy, tức là cái bài nghe dài và có phần thử nghiệm, và mình đã ngủ mất một bài. Nhưng mà và rất may là bài đấy là bài thử, và thế đến lúc mà mình dậy thì người ta nói gần hết bài thì thôi, và mình không hiểu người ta nói cái gì, người ta đang làm gì nữa cả. Thì lúc đấy thì đừng hoảng và cố gắng nghe nốt những cái chi tiết cuối cùng của cái bài đấy, và những cái câu hỏi của nó thì đoán dần dần thôi, nhưng mà hình như cũng may tại vì bài mình ngủ quên, cũng là bài thử nghiệm nên là mình vẫn được bài thử nghiệm. Nhưng mà nói chung là mọi người đi thi thì cố gắng tỉnh táo, tại vì trong phòng đấy khi mà nghe đến bài thứ năm rất là mệt rồi, rất là dài, rất là mệt, cố gắng tỉnh táo và giữ cho đầu óc mình thoải mái, mình ngủ ở trong đấy. Hoặc là đừng có một bạn khác của mình thì mắc một lỗi là bạn ấy nghe cái bài đấy xong, bạn ấy biết ngay bài đấy là bài thử nghiệm vì bạn ấy làm những cái đề cũ, bạn ấy đoán đấy là bài thử nghiệm nên bạn ấy chẳng nghe nữa. Thôi cùng bài đấy không phải là bài thử nghiệm, đấy là bạn ấy mất điểm. Và nghe bạn ấy chỉ được 22 hay 23 điểm đấy, nên là cũng đừng